Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị bà con đã đến với kênh Thủy sản 365 nha. Hôm nay sẽ chia sẻ anh em một cái mô hình rất là hay. Đấy là mô hình nuôi ốc trên ao nha. Ốc nhồi nha. Ở miền Nam chúng ta hay gọi là ốc bươu đen ấy. Đó, đây nha. Anh em thấy gì không? Đây là chúng tôi đang thiết kế này, thiết kế một cái dàn mướp bên trên này. Vừa làm mái che này, bên dưới lại làm sau này cái quả mướp này là làm thức ăn cho ốc luôn nhá. Rất là ok luôn anh em. Cực kỳ hiệu quả luôn. Đấy. Bên ngoài thì đang để các cái rau bèo này, đấy, có cái bèo bèo ván kia làm thức ăn cho con ốc. Đấy. Các cái dàn mướp như thế này rất là mát này. Đấy, quay tổng quan cho anh em xem đây. Rất là dễ luôn. Đây. Đó. Thì chia sẻ với anh chị em bà con nhé. Đây là cái mô hình nuôi ốc trên ao này, trên cái ao đất này. Đấy. Tôi sẽ quay một vòng cho anh em xem nha. Hôm trước cũng quay cái trang trại này một lần rồi cho anh em rồi. Hôm nay lại chia sẻ cho bà con lại một lần nữa. Đấy. Thì mỗi cái ao nuôi ốc thế này chúng ta muốn làm trên ao đất thì chúng ta không cần diện tích nhiều đâu. Nó tầm khoảng 200-300 mét là rất ok rồi. Cũng nuôi khá là nhiều ốc rồi. Đấy. Bên dưới thì chúng ta thiết kế các cái bờ này là bờ đất anh em nhé. Để cho con ốc nó có thể bò lên dễ dàng này. Bên cái phần bờ trong này thì chúng ta làm cũng cần nông thôi, không cần quá sâu. Trong này chỉ cần làm khoảng tầm 50 đến 70 phân nước là ok. Còn cứ ra dần ngoài kia thì sâu. Vì con ốc của chúng ta hay tập trung ven bờ để nó tìm thức ăn đấy. Nên là chúng ta chỉ cần làm trong cái bờ nó vừa phải thôi. Đây ốc đây nha. Đó. Anh em thấy không? Bây giờ trời nó hơi tối nên là tôi quay nó cũng không nhìn thấy mấy. Chứ còn nó rất là nhiều luôn này. Đó. Sâu rất là nhiều luôn. Đó. Đấy ốc đấy. Thì cái chúng ta nuôi thế này nhá, lúc bắt giống về thì anh em có thể dùng các cái lá khoai môn này hoặc là các cái lá chuối ngoài kia chúng ta đặt ở trên mặt nước này nhá. Chúng ta thả cực kỳ nhẹ nhàng để cho con ốc nó tự bò ra, chứ anh em thả trực tiếp xuống là nó chìm xuống là nó chết mất, nó chết đuối. Thế anh em thả trên cái tấm đấy cho nó tự bò ra, sau đấy nó thích nghi dần dần với môi trường nước, nó sẽ bắt đầu sống đấy. Và chúng ta bắt đầu tiến hành cho ăn thôi. Thức ăn chủ yếu của con này thì nếu mà tốt nhất là chúng ta có thể cho ăn cái bèo tấm anh em nhé. Bèo tấm. Đó, cái bèo tấm là cái loại thức ăn ưa thích của nó. Ngoài ra thì các cái loại rau bèo khác như bèo ván này ok này. Các cái loại hoa quả như quả mướp này chúng tôi trồng mục đích chính là để cho ốc ăn đấy. Đó. Mướp này, các cái loại trái cây như cây bí, bí đao các thứ đây. Đấy, lá khoai môn, lá rau muống kia nó cũng ăn này, lá sắn anh em. Rất là nhiều loại luôn. Đó. Đây là video chia sẻ cho những bà con nào mà chưa biết cách nuôi thôi nhé. Còn anh em nào mà biết rồi thì cũng có thể bỏ qua cái video này. Đó. Đây là chia sẻ cho những anh em ấy. Đấy. Nước này. Rất là đẹp luôn. Nuôi cũng khá là dễ anh em nhé. Con này thì chúng ta có thể thả mật độ khoảng từ 100 đến 140, 150 con trên một cái mét vuông như thế này. Chúng ta tính cái giai đoạn này là giai đoạn thương phẩm nhé anh em nhé. Còn lúc nhỏ anh em có thể thả dày đặc luôn. Ví dụ một cái tráng khoảng vài mét thôi mà chúng ta thả hàng vạn con trong đấy được. Nhưng mà tôi đang tính cái mật độ cho anh em, đây là mật độ thương phẩm. Đó là khoảng 100, 120, 140 con trên một cái mét vuông như thế này. Thì nó khá là ok. Vì với cái mật độ như thế thì nó cái ăn đủ cái lượng thức ăn. Và các cái khoáng chất trong nước để giúp cho con ốc phát triển là cũng khá là ok. Không bị thiếu quá. Đấy. Ok cho anh em. Đầu tiên share đi một vòng cho anh em xem nha. Nếu mà anh em mà có những cái ao ở quê mà chúng ta ao nhỏ mà chúng ta không thể nuôi cá được chẳng hạn, hoặc là chúng ta không muốn nuôi cá vì bây giờ con cá nó nuôi thì những cái trang trại nuôi năng suất cao ấy, người ta nuôi vượt mặt mình rồi, người ta nuôi năng suất cao quá nên anh em mình không thể theo được, thì chúng ta sẽ nuôi bằng các cái mô hình nhỏ lẻ như thế này. Đặc biệt mô hình này sẽ dành cho các anh chị em nào mà gia đình nào mà chưa có điều kiện kinh tế để đầu tư nhiều. Con này con giống thì chúng ta chỉ mất mỗi tiền con giống thôi. Còn lại tiền nhân công thì chúng ta sẽ tận dụng nguồn lực của gia đình nhà mình. Anh chị em làm chủ yếu thôi. Đó. Đấy, tôi sẽ đi một vòng cho anh em xem này. Đây mỗi cái ao chỉ nhỏ nhỏ thế này thôi anh em, không cần làm to quá. Đó. Chúng tôi trồng cái bèo này nhiều nhiều để lọc nước này, với lại làm cái giá cho nó con ốc nó có thể mát, nước nó mát. Đấy cái bờ đất thì anh em làm như thế này thôi. Quá đơn giản luôn. Đây. Bên này thì thả bèo tấm cho anh em đây. Đây. Bèo tấm này.
Đấy, bèo tấm này làm thức ăn cho nó này. Đấy, bên này có cả bèo ván này anh em. Đây, bật lên cho anh em xem này. Đây, cái bèo ván này. Đây, ốc nó bắt đầu bộ vào đây để ăn đây anh em. Đấy, con ốc đây. Đấy. Dưới này ốc nhỏ rất là nhiều anh em ạ. Nó đậu vào đây nó ăn đây. Ngoài kia rất là nhiều kìa. Đấy. Anh em làm đơn giản thế này thôi. Anh em nào chưa từng nuôi thì có thể nuôi cái mô hình như thế này. Rất là ok anh em ạ. Vừa có thu nhập cho gia đình, vừa tận dụng được cái ao chuồng mà chúng ta bỏ hoang, bỏ phí. Nếu anh em không nuôi được có thể cho con cái mình nuôi chẳng hạn, hoặc là cho bà con xóm giềng có thể mượn được lại những cái ao như thế này để nuôi. Chứ đừng có bỏ không, nó rất là phí anh em. Đấy. Con ốc này mà bây giờ cái giá trị nó cũng tương đối là cao. Cái giá như mọi năm chúng tôi nhìn thấy thì nó trên mức 80.000 một kg cơ. Đấy, còn con giống thì anh em có thể mua ngoài thị trường, giá nó dao động tùy thời điểm mua anh em nhé. Thời điểm mua có thể là đầu năm, đầu vụ thì giá nó đắt. Có thể thậm chí những cái con ốc mà bé tí tầm này, bằng cái hạt đỗ xanh chẳng hạn, thì người ta sẽ bán theo đầu vạn con. Ví dụ là tính ra là khoảng 200 đồng một con này, 300 đồng một con, 400 đồng một con, 500 đồng một con, tùy cái size to hay bé. Đấy. Chứ anh em đừng có bảo là tại sao trang trại này bán đắt, trang trại kia bán rẻ tiền. Nó cũng không phải. Đấy. Nó tùy vào size và tùy vào cái thời điểm anh em mua. Mua đầu vụ khi mà những người khác chưa có giống mà anh em mua thì cực kỳ đắt luôn. Đấy. Con này nuôi nhá, thì sau này thì anh em có thể để lại để làm ốc bố mẹ. Và sang năm thì dùng cái con ốc bố mẹ đấy cho nó đẻ ra ở đây. Đẻ ra anh em lấy trứng ấp và nở ra con. Thì năm sau nữa là anh em không phải mất tiền mua giống. Nói chung cái loại này mua mất tiền một lần đầu tư ban đầu thôi. Đó là mất tiền giống thôi. Đó. Anh em có thể mua giống này, hoặc là mua cục trứng ốc về anh em ấp cho nó nở ra cho nó giảm chi phí cũng được. Cũng ok, không vấn đề gì. Đấy. Thì trên kênh của tôi, trên kênh Thủy sản 365 này có rất là nhiều video chia sẻ những cái mô hình cực kỳ hay. Anh em nào mà đang xem video đến đây mà cảm thấy video này hay thì dừng lại khoảng 5 giây. Bấm vào nút like và để ủng hộ cho chúng tôi. Bấm vào nút like ở bên dưới video này này. Đồng thời anh em mà có chưa đăng ký kênh thì ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký. Đăng ký kênh thì anh em đăng ký xong thì có một cái nút thông báo, anh em bấm vào nút thông báo nữa. Thì để khi chúng tôi ra video nào thì anh em là người đầu tiên nhìn được luôn. Đấy, rất cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ chúng tôi bằng cách đấy. Ngoài ra những cái câu hỏi về quá trình nuôi ếch này, nuôi các cái đối tượng nuôi thủy sản mà anh em quan tâm thì có thể gọi điện cho chúng tôi theo số hotline ở đây này. Hoặc là anh em muốn mua con giống chẳng hạn thì cũng có thể gọi cho số hotline ở đây. Hoặc trong cái quá trình nuôi mà anh em bị dịch bệnh trên con ốc này, có thể gọi điện qua số hotline ở đây, chúng tôi sẽ cấp thuốc cho anh em, cũng như là cấp giống cho anh em, đủ hết các cái thể loại luôn. Anh em cần tư vấn gì chúng tôi tư vấn hết cho anh em cái đấy. Nên anh em yên tâm nhé. Đấy, xử lý như thế nào này, ốc bị bệnh như thế nào thì tôi cũng đã làm những cái video về các cái bệnh của con ốc và đăng lên trên cái kênh của chúng tôi rồi. Anh em chỉ cần vào trên YouTube gõ cụm từ ví dụ là ốc bị bệnh đường ruột chẳng hạn, thêm một cái cụm từ đằng sau là thủy sản 365 thì nó sẽ ra luôn. Đấy, là anh em xem những cái hướng dẫn trong đấy chúng tôi đã hướng dẫn cho anh em rồi. Đấy, nuôi rất là đơn giản anh em ạ, đừng có nghĩ quá phức tạp lên thì nó rất là khó. Đây, cái dàn mướp cực kỳ mát luôn anh em. Buổi chiều chúng ta rảnh rỗi ra bắt đầu cho ốc ăn. Đấy, rất là đẹp luôn. Vừa mát vừa đẹp anh em ạ. Vừa hiệu quả luôn, vừa cấp thêm thực phẩm cho gia đình luôn, vừa làm kinh tế nhỏ gọn. Trên này thì chúng tôi thì chuyên tư vấn các cái vấn đề liên quan về bên thủy sản, các cái mô hình hay cho bà con. Nên là đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi chúng tôi nhé. Và mọi thắc mắc ý kiến của bà con có thể để lại ở phần bình luận ở dưới video này nè. Các cái câu hỏi khi đó chúng tôi sẽ tổng hợp lại để trả lời cho bà con hết các cái vấn đề. Đấy, thì hôm nay cái video đến đây cũng đã khá là dài rồi. Thì ở video sau tôi sẽ chia sẻ chuyên sâu cho anh em các cái vấn đề liên quan khác nhé. Xin chào toàn thể anh em. Và kính chúc toàn thể anh chị em có một cái buổi chiều thật là vui vẻ, cũng như là có một cái mô hình nuôi thật là hiệu quả. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Thủy sản 365.
Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.